Thưa quý vị, thay vì tập trung đầu tư các dự án quy mô lớn ra nước ngoài như giai đoạn trước, thì doanh nghiệp Việt Nam đang hướng vào các dự án có quy mô trung bình hoặc là nhỏ. Địa bàn đầu tư thì cũng đa dạng hơn. Đây là một bước quan trọng hướng đến giá trị gia tăng cao hơn trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, phù hợp khả năng về vốn, năng lực quản lý và cả kinh nghiệm đầu tư quốc tế của mình. Xu hướng mới đầu tư ra nước ngoài là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân theo các chuyên gia kinh tế sự thay đổi trong xu hướng đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp việt nam những năm gần đây mang tính thị trường phù hợp với tổng thể của tiến trình tự do hóa đầu tư thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế dư địa và tiềm năng thị trường quốc tế còn rất lớn quan trọng nhất là đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài là cần hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện nhiều hơn cho doanh nghiệp tư nhân để dễ dàng đầu tư nguồn lực ra nước ngoài chuyển lợi nhuận về trong nước Thưa quý vị, so với dự kiến ban đầu thì người lao động sẽ thụ hưởng gói hỗ trợ là 62.000 tỷ đồng còn ít. Phản ánh của tác giả bài viết được đăng tải trên báo Lao động sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội sửa đổi bổ sung nghị quyết số 42 và quyết định 15 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay, giảm bớt thủ tục chứng minh tình hình tài chính và giúp người sử dụng lao động có thể tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn tín dụng 16.000 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đối tượng trên trả lương ngừng việc cho người lao động. Từ đó thì người lao động sẽ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và góp phần đảm bảo an sinh xã hội giúp người lao động cũng như là người sử dụng lao động thì có thể nhanh chóng phục hồi sản xuất và kinh doanh. Thưa quý vị, phương án điện một giá cùng với biểu giá điện lũy tiến còn 5 bậc thì đang được Bộ Công Thương xây dựng để trình ý kiến Thủ tướng. Nếu được thông qua thì người dân có thể tự chọn cách tính hóa đơn tiền điện từ năm 2021. Tuy nhiên cách tính tiền điện một giá thì lợi cho người dùng nhiều nhưng có áp lực cho người nghèo hay không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay. Theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế cho rằng, phương án một giá điện chỉ mang tính tình thế mà không thể giải quyết được căn cơ gốc rễ về biểu giá điện. Bởi nếu áp điện một giá thì giá bán sẽ phải cao hơn giá bán bình quân sẽ không có lợi cho người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình tiêu dùng ít điện mà chủ yếu lại phục vụ lợi ích cho người tiêu dùng nhiều điện. Trong khi đó, đây lại là đối tượng không cần nhà nước phải trợ giúp. Vì vậy, trong giai đoạn tới thì cần phải nghiên cứu và ban hành quy định mới như là áp dụng cơ chế hai giá gồm giá công suất và giá điện năng, đồng thời áp dụng cơ chế phân bổ chi phí sản xuất điện tham chiếu theo chỉ số giá nhiên liệu đầu vào thế giới mà nhiều nước đang áp dụng để giá điện theo thị trường hơn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp là hướng đi đang được rất nhiều trường đại học cao đẳng và dạy nghề lựa chọn. Nhưng sự thiếu chủ động từ cả hai phía thì đang khiến cho cung và cầu lệch pha. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp số ra ngày hôm nay có bài viết Giải bài toán nhân lực cho doanh nghiệp. Theo một số chuyên gia nguyên nhân của sự lệch pha giữa đơn vị đào tạo và nhà tuyển dụng là do từ trước đến nay các trung tâm đào tạo chỉ chú trọng nâng cao chất lượng các ngành truyền thống của trường, coi nhẹ công tác điều tra nhu cầu nguồn lao động của thị trường. Bên cạnh đó thì công tác tư vấn hướng nghiệp chưa sâu sát và các định kiến xã hội cũng là những tác nhân gây ra tình trạng trường đào tạo ra chuyên ngành xã hội không thiếu, chuyên ngành các doanh nghiệp đang cần thì lại không được trường đưa vào chương trình đào tạo. Trong khi đó, Báo Thanh niên số ra ngày hôm nay đăng tải thông tin 25 năm tù cho 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sáng ngày 4 tháng 8, tại xã Vùng Cao Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các bị cáo bị đưa ra xét xử bao gồm Vòng A Sủi, Vòng A Hay, Ninh Văn Xuân, Phùn Quay Phóng, Phùn Văn Dũng, cùng chú tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lý A Tằng, chú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo đại diện Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khi cả nước đang căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng những đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dễ gây nguy cơ mang mầm bệnh vào trong nước. Tổng cộng 25 năm tù giam là bản án thích đáng cho 6 đối tượng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép quý vị khán giả vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật